Thưa quý vị và các bạn, nhờ đam mê và chịu khó nghiên cứu, học hỏi, anh Trần Thanh Quý, xã Bình Đông, thị xã Gò Công đã mạnh dạn đầu tư và ứng dụng kỹ thuật vào trồng sâm cùng một số cây dược liệu. Đến nay, mô hình của anh Quý đã cho củ ngọt, quả thơm. Năm 2008, anh Quý được một người bạn tặng hai chậu hoa lạ nhưng rất đẹp. Tuy anh làm ngành xây dựng nhưng lại rất yêu thích hoa kiểng. Sau một năm chăm sóc, anh nhận thấy chậu bị ép đất và phình to củ ra bên ngoài. Quan sát củ hoa nhìn rất giống nhân sâm của Hàn Quốc. Anh Quý bắt đầu tra cứu thông tin trên mạng Internet thì biết được đó là sâm 49 có giá trị kinh tế rất cao. Anh đã cất công ra tận vườn nhân sâm tại Quảng Bình, tìm hiểu và mua 4 ký hạt giống nhân sâm có giá 40 triệu đồng một ký mang về trồng thử nghiệm. Thưa quý vị và các bạn, đây là những hạt giống sâm 49 đã được anh Quý đem về nhân giống tại xứ Gò Công của tỉnh Tiền Giang. Thì có thể nói thì để mà cái hạt giống này nảy mầm và bén rễ trên cái vùng đất xứ Gò Công tỉnh Tiền Giang thì anh Quý chia sẻ bước đầu anh đã gặp được không ít những cái khó khăn. Mới đầu em đem mua hạt sâm 49 ở từng vùng Phú Yên, Quảng Bình về, thì đem về cái tỷ lệ nảy mầm của ươm lên như vậy không phải là được cái thời gian dày đâu, nó rất là khó khăn. Nó nảy mầm có 10% thôi, tại vì lúc đó mình không kiểm soát được cái độ ẩm. Nói chung là lúc đó thì thông tin đại chúng chưa có, không biết học hỏi ai, từ từ mày mò. Thì sau đó ra mua thêm một lón hạt nữa là nó cũng 10% nảy mầm, nhưng mà nó không sống được tới lúc mà thu hoạch cũ. Thì do nó bị xử lý đất chưa có kỹ. Về sau đó mình sẽ từ từ mình trồng, mình sẽ am hiểu nó. Nhưng mà khi bây giờ đã bắt kịp được cái chuyện đó rồi thì thành ra là cái khó khăn nó đã đi qua. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, những khó khăn càng hun đúc thêm ý chí, quyết tâm trong say mê lao động đối với anh Quý. Và sau thời gian, vườn sâm 49 của anh Quý đã cho củ ngọt. Đối với cái loại mà sâm 49 nè, mình trồng so với cái loại cây khác nó có khó không anh? Nói chung á, cái cây sâm 49 này trồng thì cũng không có khó. Quan trọng cái cách mình chăm sóc á, với cái nước tưới là nó quan trọng nhất. Cái giữ độ độ ẩm mà là nó cái củ nó phát triển à. Nhưng mà bây giờ hiệu quả kinh tế nó cũng cực kỳ cao. Cây này á là nó được được 3 tháng tuổi nè. Dạ. 3 tháng tuổi. Cái trọng lượng của cái củ sâm 49 này mình á thì mình phải theo dõi thường xuyên coi nó có con riệp sáp hay không. Cái cây này đang bị riệp sáp nè. Dạ. Cái khó khăn nhất á là bị con riệp sáp nó tấn công nè. Thì khi mình phát hiện không kịp thời thì cái củ nó sẽ bị teo. Dạ. Quan trọng á là mình phải loại trừ tất cả những con thiên địch ra thì cái củ nó mới mau lớn. Dạ. Thì nếu mà bây giờ mình trồng thêm được 1,5 năm nữa là nó dùng gần 5,5 tới 2 năm đi thì cái củ nó được từ 300 gram cho tới 500 gram trên một củ. Thì giá trị kinh tế nó rất là cao. Cái đầu ra của cái củ sâm 49 này hiện nay như thế nào anh? Cái đầu ra của sâm 49 này á thì bây giờ nó rất là ổn định. Mà bây giờ nó đang nói chung là nguồn cung cấp nó thiếu cái nhu cầu thị trường. Tại vì ít người trồng đi. Thành ra là cái người mà để tiêu thụ á, nó cần rất là nhiều. Anh Quý cho biết, sâm 49 sau thời gian trồng và chăm sóc khoảng 18 tháng sẽ cho thu hoạch được củ sâm có trọng lượng từ 1 đến 1,5 kg. Và được anh Quý chế biến thành phẩm, giá sản phẩm khoảng từ 1 đến 1,2 triệu đồng một ký. Ngoài ra, để đáp ứng yêu cầu của thị trường, nhu cầu khác của khách hàng, anh Quý đã nghiên cứu và trồng thêm một số loại sâm, cây dược liệu khác như xuyên khung nam, xạ đen, kim ngân qua, vừa có giá trị cao về sức khỏe và cả về kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, với cái ý định là lấy ngắn nuôi dài, thì ngoài cái cây sâm 49 thì hiện nay anh Quý còn nhân rộng và trồng thêm các loại cây sâm và dược liệu khác, trong đó có cái cây kim ngân qua đã mang lại cái hiệu quả kinh tế bước đầu. Dạ thưa anh Quý, em thấy anh đang hái bông nên đây là cái loại bông kim ngân qua phải không anh? Dạ đây xin đây là giới thiệu anh là đây là bông kim ngân hoa. Dạ. À, nói chung là trồng cái này cũng kinh tế dữ lắm. Đó. Là nó cho hiệu quả ra sao anh? Cho hiệu quả là khi mà mình trồng cho tới cái lúc mà có bông như vậy là khoảng từ 8 tháng tới 1 năm là bắt đầu nó cho ra bông. Thì cái bông, cái cây này đã bản thân nó cho ra bông, hàng ngày nào cũng phải cho hái bông hết. Thì cứ mình cái cây mà này nó sống tới hơn 10 năm lận, ngày nào cũng có bông chẳng anh. Nếu mà bây giờ một công đất của mình trồng kim ngân hoa này á, thì mình trồng được 1.000 gốc. Đó, mà cứ 1.000 gốc như vậy thì mỗi 1.000 gốc mình hái được một ngày được 2 ký bông khô. Một ngày được 2 ký bông khô, mà mỗi ký bông khô vậy là hơn 600 ngàn. Thì nếu mà như vậy thì một ngày bình quân biên lao động của mình là 2 ký bông khô cũng được 1,2 triệu rồi.
thì anh cũng đã hỗ trợ cho thanh niên trên địa bàn thị xã Hồ Công. Anh vừa hỗ trợ về tư vấn kỹ thuật trồng, rồi hướng dẫn trồng, rồi anh hỗ trợ về nguồn vốn để cùng với thanh niên để khởi nghiệp với cây dược liệu. Hiện tại vườn ươm dược liệu anh Quý thì có khoảng hơn 100.000 gốc sâm các loại, thì trong đó có khoảng hơn 20.000 gốc sâm bú chín. Thì đây có thể nói là cái nguồn dược liệu quý của địa phương, vừa góp phần tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống kinh tế hộ, vừa mở ra một hướng phát triển kinh tế mới, sau đó giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.